bà con, quý vị và các bạn theo dõi chương trình Vàng trong đất của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Những thông tin đáng chú ý trong chương trình hôm nay: phát triển cây chè Bình Sơn, huyện Triệu Sơn gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm. Một nhà nông cần biết hôm nay sẽ giới thiệu đến bà con một số loại cây ngắn ngày được lựa chọn trồng nhiều cho giá trị kinh tế cao. Trước hết, mời bà con, quý vị và các bạn theo dõi phần điểm tin về nông nghiệp nông thôn. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 94 ngày 13 tháng 12 năm 2019, quy định chi tiết một số điều của luật trồng trọt về giống cây trồng. Nội dung chính của nghị định gồm quy định chi tiết về bảo tồn nguồn gen giống cây trồng và danh mục nguồn gen giống cây trồng cấm xuất khẩu, hồ sơ trình tự thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, đình chỉ, phục hồi, hủy bỏ quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng, chi tiết điều kiện sản xuất, buôn bán giống cây trồng và chi tiết quy định về ghi nhãn giống cây trồng. Nghị định cũng nêu rõ tổ chức cá nhân buôn bán giống cây trồng phải có hồ sơ đảm bảo truy xuất nguồn gốc lô giống cây trồng gồm thông tin về hợp đồng, hóa đơn mua bán lô giống, hồ sơ chất lượng lô giống, nhãn hàng phù hợp quy định. Trước khi buôn bán giống cây trồng, tổ chức cá nhân có trách nhiệm gửi thông báo tới Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nơi buôn bán cây trồng. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2020. Theo thống kê, hiện Việt Nam có 40 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh sản xuất đường. Tuy nhiên, niên vụ 2018-2019, các nhà máy đường sản xuất được 1.173 tấn đường, giảm hơn 30% so với niên vụ trước, và diện tích mía nguyên liệu cũng giảm khoảng từ 30-60% so với các năm trước. Nguyên nhân chính là do khả năng cạnh tranh giá đường của nước ta trên thị trường quốc tế rất khó khăn. Trong khi giá thành đường Việt Nam cao, thì xu hướng thị trường thế giới đang thừa đường, dẫn đến cả chuỗi đường, từ người nông dân trồng mía cho đến nhà máy và cả khâu phân phối đều gặp khó. Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường, ngành mía đường cũng phải kiện toàn lại để đảm bảo có đủ những nhà máy có sức mạnh và có quy mô nhất định bằng cách hợp nhất, liên doanh, đảm bảo cho đủ năng lực cạnh tranh về công suất là con đường duy nhất phải thực hiện. Cùng với đó phải rà soát lại tất cả các khâu, trong đó có khâu giống, để đẩy năng suất của cây mía không phải 66 tấn một hecta mà phải 80 tấn một hecta, thậm chí 100 tấn một hecta thì mới đủ khả năng cạnh tranh. Vụ đông năm nay, huyện Hậu Lộc đã dành 10 tỷ đồng từ ngân sách huyện để hỗ trợ các xã, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, hộ dân sản xuất rau an toàn quy mô từ 3 hecta trở lên với mức hỗ trợ 150 triệu đồng một mô hình sản xuất tập trung. Đồng thời có chính sách khen thưởng đối với các xã, thị trấn thực hiện vượt chỉ tiêu về diện tích sản xuất vụ đông được giao và có diện tích được liên kết và bao tiêu sản phẩm lớn. Nhờ triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của tỉnh và huyện nên diện tích gieo trồng vụ đông của huyện đã hoàn thành kế hoạch 2.600 ha, trong đó có 711 ha cây trồng sản xuất liên kết như ớt, ngô ngọt, đậu tương rau và rau màu các loại. Có thể nói việc triển khai hiệu quả các chính sách khuyến khích hỗ trợ sản xuất vụ đông đã giúp hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích. Thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất, 3 năm nay, xã Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa đã vận động người dân dồn đổi được 10 ha đất sản xuất kém hiệu quả, chuyển đổi sang mô hình nuôi cá lồng. Bước đầu, mô hình cho hiệu quả kinh tế khá cao, giải quyết việc làm cho một số lao động địa phương. Các hộ dân ở đây tập trung thả nuôi gần 100 lồng cá các loại như cá lăng, cá chép, cá chấm đen, cá diêu hồng. Khác với cách nuôi cá trong ao, nuôi cá lồng tận dụng được nhiều lợi thế về mặt nước nên nước ít bị ô nhiễm, thức ăn cho cá khá đơn giản, chủ yếu là khâu phòng bệnh cho cá, đảm bảo không để cá bị thiếu oxy. Trung bình một lồng cá cho thu hoạch từ 2 đến 2,5 tấn cá thương phẩm một năm, với giá bán bình quân từ 70 đến 100.000 đồng một kg, tương đương thu nhập khoảng 200 triệu đồng một năm. Sản phẩm cá lồng Đông Vinh được các nhà hàng trong và ngoài tỉnh đặt mua tại chỗ. Thời gian gần đây, một số nông dân ở làng Hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã sưu tầm và nhân giống thành công cây rau má cẩm thạch làm cây cảnh, bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao. Được biết, giống rau má cẩm thạch có nguồn gốc từ Thái Lan, thuộc cây thân thảo, sinh trưởng mạnh và sức sống cao. Cây có lá tròn màu xanh lục pha trắng, có thể trồng trong bóng râm trong nước. Cây có thể trang trí bàn làm việc hoặc trồng dưới những tán cây lớn tạo mảng xanh xen lẫn sắc trắng độc đáo. Các nhà vườn trồng rau má cẩm thạch trong chậu treo, cây thân buông rũ dài, phù hợp để trang trí tạo màu xanh cho không gian như những bức màn treo đung đưa trong gió. Do mới lạ và độc đáo và ít người trồng nên mỗi chậu được bán với giá bình quân 50.000 đồng.
Thưa quý vị, bà con và các bạn, cây chè được đưa vào đồng đất xã Bình Sơn, một xã thuộc khu vực miền núi 135 của huyện Triệu Sơn từ năm 1992. Sau hơn 20 năm, đến nay, xã Bình Sơn đã phát triển được 350 ha chè, mang lại doanh thu hơn 10 tỷ đồng mỗi năm. Cây chè đã và đang thành cây trồng chủ lực, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân nơi đây. Gia đình ông Lê Văn Thanh, thôn Đông Chanh, xã Bình Sơn, huyện Triệu Sơn là một trong những hộ dân đầu tiên trong xã đưa cây chè về trồng. Năm đầu tiên, ông Thanh chỉ trồng 2 sào, thấy cây chè phù hợp với đất đai, khí hậu, phát triển tốt, thu hoạch ổn định nên ông đã nhân rộng dần diện tích lên 1,3 ha. Trung bình mỗi năm, gia đình ông thu hoạch được hơn 30 tấn chè tươi, thu nhập 200 triệu đồng. Thực tế đấy thì gia đình cũng học hỏi nhiều. Với lại các cái kinh nghiệm mà chúng tôi cũng học hỏi ở trên TV này. Nhiều cái vấn đề đó thì các cái nhà khoa học người ta cũng khuyến cáo cũng như là động viên bà con khi mà sử dụng trồng cái chè thì phải chăm sóc như thế nào và thu hái đúng trong cái thời vụ của nó thì sẽ cho cái chất lượng sản phẩm và cái nâng được cái giá thành lên. Hiện nay xã Bình Sơn có gần 500 hộ dân trồng chè, trung bình mỗi hộ có từ 0,5 đến hơn 1 ha chè. Để mở rộng phát triển cây chè, chính quyền địa phương đã lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ giống, phân bón, khuyến khích nông dân sản xuất. Đồng thời, xã đã chỉ đạo thành lập hợp tác xã nông lâm nghiệp Bình Sơn với mục tiêu sản xuất tập trung để nâng cao chất lượng, giá trị cây chè và thuận lợi cho khâu tiêu thụ sản phẩm. Hợp tác xã nông lâm nghiệp Bình Sơn đã thành lập các tổ đội trồng chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp tại các thôn, từng bước xây dựng vùng nguyên liệu chè sạch và làm thay đổi tư duy tập quán sản xuất của người dân. Những năm gần đây, hợp tác xã đã tổ chức sơ chế chè khô thay vì xuất bán chè tươi như trước đây, giúp nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế. Hợp tác xã cũng tạo một điều kiện để cho bà con nhân dân cũng đi tham quan các mô hình ở như Thái Nguyên, Phú Thọ, rồi từ các lấy máy từ người Thái Nguyên về để cho tạo một điều kiện cho bà con nhân dân để sao chè để nâng cái chất lượng chè lên một ngày chất lượng hơn. Thứ hai nữa là có cung ứng đầu tư cho cái phân thuốc bảo vệ thực vật. Nói chung là những cái đó để cho chè để làm sao mà bà con các sản phẩm chè sạch. Mong nhà nước mà hỗ trợ cho xã, hợp tác xã để có xoay được cái nhà máy cho bà con nhân dân để làm an tâm để sản xuất và có thể hướng định hướng thêm về cái cây chè là cây chủ lực của Bình Sơn. Cùng với việc mở rộng sản xuất và từng bước nâng cao giá trị gia tăng cho cây chè qua chế biến, hợp tác xã nông lâm nghiệp Bình Sơn cũng đã quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của mình. Hiện nay sản phẩm chè của hợp tác xã nông lâm nghiệp Bình Sơn đang được huyện Triệu Sơn lựa chọn xây dựng thành sản phẩm OCOP năm 2019. Thưa quý vị, bà con và các bạn, trong sản xuất nông nghiệp đã có rất nhiều hộ nông dân đầu tư trồng các loại cây ngắn ngày mang lại thu nhập cao. Một nhà nông cần biết hôm nay xin được giới thiệu đến bà con một số loại cây ngắn ngày được lựa chọn trồng nhiều nhất. Cây ngô ngọt. Ngô ngọt là loại cây có thời gian sinh trưởng ngắn từ 67 đến 85 ngày. Cây có vị trí đóng bắp thấp nên khả năng chống đỡ tốt, năng suất cao từ 650 đến 800 kg trên một sào bắc bộ. Ngoài thu bắp, ngô ngọt còn cho một lượng thức ăn xanh từ 2,5 đến 3 tấn trên một sào. Ngô ngọt có khả năng thích nghi rộng, đất càng màu mỡ càng cho năng suất cao, kháng bệnh tốt. Đất trồng ngô ngọt chỉ cần không bị ngập úng gần nguồn nước để chủ động cung cấp nước trong quá trình sinh trưởng phát triển. Đầu cô ve. Đầu cô ve leo thuộc nhóm cây chịu lạnh, nhiệt độ thích hợp cho sinh trưởng phát triển và tạo quả từ 18 đến 22 độ C. Tuy nhiên, ở nhiệt độ thấp hơn 8 đến 10 độ C, cây vẫn chưa bị tổn thương như đậu tương hoặc đậu vàng. Đầu cô ve leo là cây ưa ánh sáng, do vậy rất cần giàn để leo. Cây có bộ rễ lớn ăn sâu nên khả năng chịu hạn khá. Đầu cô ve leo có thể trồng 2 vụ trong năm. Vụ xuân gieo hạt từ tháng giêng đến tháng 3 và vụ thu gieo hạt từ tháng 9 đến tháng 10. Cây lạc cũng là một trong những loại cây nông nghiệp ngắn ngày giá trị cao. Cây lạc có thời gian sinh trưởng khoảng 120 đến 150 ngày sau khi gieo hạt. Chú ý tuân thủ thời gian sản xuất. Nếu thu hoạch quá sớm, quả sẽ chưa chín. Nếu được thu hoạch muộn, cuống quả sẽ đứt khỏi cây, gây mất quả. Bản tin Vàng Trong Đất của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bà con, quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website truyền hình thanhhoa.vn hoặc trên kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa.